Như dạ. gần nhà chị đấy, nhà chị cũng nói thật đấy, cũng chạy quá chạy lại thì có một phần nào thôi, chứ trong lúc hoàn cảnh con cái thì mong mà mạnh thường quân giúp đỡ. Dạ. Chứ hoàn cảnh ba rất tuổi, ba đưa cháu nó ăn học này, ba thì chưa có làm được nè. Đây ở thì nó một cái lụp chụp nè. Thì trước hết chị cũng ở thế đó, chị dừng mong là mạnh thường quân giúp đỡ ba trong cái hoàn cảnh lúc ba khó khăn này. Ước mơ của nhà chị trong cái tổ dân số này cũng mong muốn nữa. Đấy, ở đấy thì thấy cái phong đi nó cũng chật, nhưng mà ở trong nướng đây nó cũng rộng đấy, ba ngoài cũng đang nuôi được con chó con gà rồi, là nó cũng hơi thuận tiện đấy. Ba ra đấy ba thuê hôm qua nhá, hậu tâm cho 3 triệu rồi, thì chứ trả được nhiều thì trả cho họ, được 3 triệu thì trả 3 triệu đấy, còn nhiều nữa là cứ nợ lại thôi. Bà không biết bởi vì trong hai bàn tay trắng cả bên nội bên ngoài và vợ chồng của Nghiêm không có tiền, mà bây giờ bệnh hiểm nghèo thì không biết lấy gì mà chạy chữa ấy. Yeah. Hiện tại hàng ăn uống hàng ngày ba cháu cũng không có tiền, nói gì lại có tiền để mà chạy chữa bệnh cho con. Chào. Đây hôm họ cho được hơn 1 tỷ thì nhận được tin em Nghiêm bị bệnh như thế, ba gửi hai đứa cháu vào Quảng Bình. Thế ba tuyệt quái kìa, cho được thế. Ba thì cũng bị ngất xỉu luôn, không ăn được. Hôm đó người ta cho hơn 1 tỷ gạo mà chắc cũng nổ một nửa rồi đúng bà. Muốn là mua gạo mua này mua kia nọ, được khi nào có tiền rồi qua trả cho người ta. Vậy là bà ngoại cũng uy tín phết đấy chứ. Nếu mà không uy tín thì người ta không cho nợ đó. Bây giờ 3 tháng hè mấy đứa nhỏ đó ở nhà bà ngoại chăm nó, rồi bà ngoại làm được cái gì nữa? Thì ai thuê gì đi làm đó. Là tha nó đi luôn à, hay là vứt ở nhà? Khóa lại, đóng chốt cửa sau đấy, khóa lại đấy, cho nó coi tivi vậy á. Chốt nó lại, nhốt nó trong nhà. Ừ, nhốt nó trong nhà đấy, mình đi làm nó quen rồi. Quen rồi ha. Nhốt vậy nó quen là ba đóng cửa đi là nó cũng ở nhà thôi. Dạ, xin chào tất cả cô dì chú bác đã quay trở lại với kênh của Lực Tàng TV nha. Thì ngày hôm nay Lực Tàng đang có mặt tại đất Hà Tĩnh nha cô bác. Phía sau Lực Tàng là cái căn kiosk của bên phía nhà của mẹ của Nghiêm. Thì Lực Tàng cũng đã vượt một đường xa xa xôi để đưa được mẹ của Nghiêm ra đến đây. Và bước đầu thì trong clip trước thì cô bác cũng có thấy là Lực Tàng cũng đã quay chi tiết tất cả mọi thứ trên chặng đường đi và ra được đến đây, thì tất cả cô dì chú bác ở ngoài đây cũng đã đến ngồi và tâm sự khá là nhiều, cũng như là rất là hài hòa, động viên tinh thần để giúp đỡ cho bên phía bà ngoại cũng như là Nghiêm ở trên sóng truyền hình. Thì Lực Tàng cũng sẽ ghi nhận những cái thông tin đó và tiếp tục cập nhật cho cô dì chú bác những cái thông tin mới nhất xoay quanh cái câu chuyện mà Lực Tàng ra đất Hà Tĩnh này, để cho cô bác biết được rằng là quê hương của Nghiêm sinh ra và lớn lên là nó đạt tiêu chuẩn như thế nào nha cô bác nhé. Thì hiện tại bây giờ là bên phía ông bà rồi cũng như là các chị đến đây mang những cái phần quà đến để thưởng cho Lực Tàng trên cái chặng đường đi ra đây, cũng như là trợ giúp cho Nhật và Nghiêm. Tất cả mọi người ngoài đây đều theo dõi cái chương trình mà Lực Tàng làm để đưa Nhật Nghiêm ra ngoài quê và trợ giúp cho Nhật Nghiêm. Thì họ rất là đồng lòng và ủng hộ Lực Tàng, rất là quý mến Lực Tàng luôn nha cô bác. Ra đây họ rất là trân quý cái tấm lòng của Lực Tàng và tiếp đãi Lực Tàng một cách rất là nhiệt tình. Lực Tàng cảm thấy rất là vui nha cô bác nha. Thì hiện tại bây giờ là bên phía đây có một người mà Lực Tàng muốn cập nhật để cho cô bác nắm bắt và nói về cái vấn đề cái cuộc sống của mẹ của Nghiêm ở đây là có cái hoàn cảnh như thế nào. Thì hình như là có một chị làm ở bên hội phụ nữ hay là trưởng khu phố gì đó, thì chị cũng đã đến đây rồi, thì để Lực Tàng xem coi tình hình như thế nào để phỏng vấn chị một chút xíu nha cô bác nhé. Đây là cái căn kiosk mà mẹ của Nghiêm thuê ở đây, là với cái số tiền là cả điện nước là 1,3 triệu, và hiện tại bây giờ thì mẹ của Nghiêm vẫn đang nợ tiền ở đây 4 tháng trời thông. Khi mà con bị bệnh thì mẹ cũng đã phải đóng cửa lại để đi vô, và ngày hôm nay ra đây thì không biết là sẽ như thế nào, nhưng phương án thì có lẽ rằng là phải trả cái tiền phòng trọ cho người ta để rồi vô trong quản trị để chăm lo cho con của mình nha cô bác. Thì cũng rất là khó khăn, bây giờ không có chồng mà ở với hai đứa cháu ở đây nữa, nó rất là phức tạp. Thì không biết là sẽ giải quyết như thế nào trong thời gian sắp tới, thì để xem coi mẹ của Nghiêm sẽ giải quyết ra sao nha cô bác nhé. Tổ trưởng của dân phố xóm này. Chị tổ trưởng ha. Ở Liên Gia ở đây. Dạ. Ở Liên Gia làm ở đấy, ở Liên Gia ở đâu đoàn khu vực rồi. Dạ. Rồi. Là chị này là cùng hoàn cảnh của ba. Để em ghi cái này cho chị nói thì, cho nó rõ ha.
hoàn cảnh của ba đấy thì đáng là thương. Như dạ. Gần nhà chị đấy thì nhà chị cũng nói thật đấy, cùng chạy quá chạy lại thì có một phần nào thôi, chứ trong lúc hoàn cảnh con cái thì mong mà mạnh thường quân giúp đỡ. Dạ. Chứ hoàn cảnh ba rất tồi, ba đưa cháu đứng ăn học này, ba thì sức cũng làm được nè. Dạ. Ở thì đông một cây lụp chụp nè. Khi trước hết chị cùng ở thuế đó, chị dừng mong là mạnh thường quân giúp đỡ bà trong cái hoàn cảnh lúc bà khó khăn thì ước mơ của nhà chị trong cái tổ dân số này cũng mong muốn nữa. Dạ. Thì không biết là bà ngoại ở đây, là bà ngoại đang thuê trọ ở đây, thì không biết là bà ngoại đã có sổ hộ khẩu hay là nhập chung với lại cái dân số ở đây chưa? Bà đi ở thuế rồi. À, thế... ở thuế để nuôi cháu rồi chứ bà không có nấm. Vậy là bà chưa có sổ, chưa có khẩu ở đây? Chưa. À, bà đang đi thuế. Vậy như là người đến đây thuê trọ đã đăng ký tạm trú tạm vắng ở đây rồi, ở đó, đây thôi. Đã ở bà ở đây 2-3 năm rồi, nhưng mà bà cùng ba cháu cứ lân hối thì khổ lắm. À, thương lắm chứ. Đôi khi dân số thì cùng ở đây cùng đứng quê, đứng còn nghèo chẳng biết có gì giúp đỡ nữa. Dư mong mạnh thường quân giúp đỡ bà trong lúc hoàn cảnh gia đình bà thật éo le thật. Dạ thì cái chương trình này tụi em cũng đang trợ giúp cho con gái của bà. Đó. Với lại ra thì cũng thấy là bà ngoại kể cái cuộc sống khổ cực của mình ở ngoài cái Hà Tĩnh này. Đó. Thì tụi em cũng luôn tiện trên đường đi thì có xe đó, tụi cũng chở bà ngoại ra đây để trợ giúp cho bà ngoại. Đó. Về để thu xếp để mà còn vào trong đó để chăm con. Đó. Thì ra đây rồi thì cũng thấy là khá là khó khăn. Ở nhà cửa đồ này kia thì cũng phải thuê rồi, cũng chẳng có một cái vật dụng gì cả mà đang ở với lại hai đứa cháu nữa. Đó. Thì có lẽ rằng thì cái sự trợ giúp thì cũng cô bác cộng đồng người ta cũng đang trợ giúp con gái của mình. Đó. Còn bà ngoại thì cũng nhận được cái sự hỗ trợ nào đó thì cũng là cái điều đáng quý. Đó. Nhưng mà lực tàng cũng không dám kêu gọi cho bà ngoại, nhưng mà thấy hoàn cảnh như vậy thì cứ đưa lên cô bác. Đó. Nào mà thương tình thì trợ giúp cho bà ngoại thì cũng là cái điều đáng quý. Thì rất mong những nhà hảo tâm có những tấm lòng để giúp bà vượt qua những cơn hoạn nạn và giúp cho hai đứa cháu ăn học, chứ đôi khi ba cũng chẳng làm gì ra để nuôi cháu ăn học cả. Nói chung là ai thuê chi mượn này thì ba đi làm nữa thôi, kiếm được ba đồng ba cọc nó ăn thua chứ. Thì rất mong là về đấy thì rất mong sự trợ giúp của mạnh thường quân và các em ủng hộ gia đình ba. Dạ rồi, vậy em cảm ơn chị nhá. Dạ, đây là lời của chị Trưởng Khu phố nha cô bác. Qua đây là thấy được tàng quay là cũng qua để nói xác thực về cái hoàn cảnh của bà ngoại ở đây. Đó, thì là thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi thăm coi bà ngoại tình hình là bà ngoại thuê cái nhà này ở đây để làm gì mà sao lại phải thuê ở ngoài mặt đường như thế này. Rồi bà ngoại, cháu hỏi là tại sao mà bà ngoại lại phải thuê một cái kiosk mà nó nằm ngoài cái mặt đường lớn như thế này? Lúc đầu là thuê nhà ở trong làng á, nhưng mà cái nhà đó nó chật quá, mà cái ông đó ông cũng khổ tính đấy, ông chửi suốt đi. Rồi là sau lại tìm nhà ra để thuê ở đây. Thế ở đây thì thấy cái phòng đi nó cũng chật, nhưng mà ở trong nướng đây nó cũng rộng đấy, ba ngoài cũng đang nuôi được con chó con gà, rồi là nó cũng hơi thuận tiện đấy, ba ra đấy ba thuê. Rồi với cái mặt đường như thế này thì bà ngoại có buôn bán được thêm cái gì không? Có tiền đâu mà buôn bán. Có tiền đâu mà buôn bán cái gì đâu. Chỉ có ai cho được quả mít nào thì mình làm ít mít chua rồi đi bán, cho con có tiền đâu mà nói buôn bán. Nhưng mà con thấy bà làm mít đó bà để thì nó hư hết rồi hay sao? Thì làm xong cái là vừa đi trong kia thì chắc có lẽ cũng hư rồi đó. Yeah. Làm xong là phải đánh nó xuống cho chặt kìa, chứ đấy làm xong đây vừa em nó đậu vậy rồi là đi rồi trời nắng rồi nó cũng hư đấy. Là ở đây ông chủ trò ông cho chị cho bà ngoại thuê toàn cả cái khu vực này luôn. Chị đấy cái phóng đấy với cả thấu ra kia cả luôn, cái khu đất rộng này luôn ha. Là nuôi được gà nuôi được chó thoải mái. Như vậy thì cũng rẻ chứ đâu có mắc. Có 1.3 triệu cả tiền điện nước. 1.3 triệu cả tiền điện nước. Dạ. Ở đây là nuôi được chó, được gà, được vịt luôn. Ừ. Thế cũng nuôi ít ít thôi, khoảng đôi chục con quay lại. Rồi bà ngoại mà thuê ở trong xóm thì hết khoảng bao nhiêu tiền? Thuê 1 tháng 500 nhưng mà được 1/3 cái gián đấy thôi. Ba rồi. Cháu được 1/3, nó chật nóng quá ấy. Chứ ở đấy thì nó rộng. Tức là ngoài đây là như ấy là 1 tháng 1 triệu. Nó gấp đôi tiền, nhưng mà nó rộng là nó rất là rộng. Con ở trong kia là được 1/3 cái phòng đấy, nó chật nó nóng quá ấy. Dạ. Rồi là phải ra đấy. Nhưng cháu thấy ở ngoài đây thì nó hơi ồn ào. Ở đây thì hơi ồn ào. Nhưng mà ở đấy đường cái là
đồng cả gì thì ở gần đường gần xã đấy, họ chạy họ đến giúp cùng nhanh. Dạ. Như bữa đấy ba ngoài bị bệnh rồi là té xuống đó đấy, họ cũng giúp cho cũng nhanh đó, họ đưa đi viện cũng nhanh. Rồi bà ngoại có bệnh gì ở trong người mà đưa đi viện? Trời, ba ngoại chứ bệnh thì nhiều. Bệnh tụt tuyến giá là ngất xỉu, tụt huyết áp là cứ ngất xỉu, vừa đi đón cháu là tự nhiên là cũng ngất dưới trướng ấy, họ cũng đưa cho đi viện ấy. Dạ. Chứ như cái bệnh đi nói nhiều cũng nói hết cái bệnh đó. Tay thì chứ một tay đây là nó chuẩn bị rút giống như bác cụ đấy nè. Cái tay đây chứ đây tay bên này là ngay thẳng được, cái tay này là đi là hết cử đấy, anh đau anh nhức không nữa được. Tự nhiên anh rút. Như vậy là bà ngoại là ở đây nuôi gà nuôi vịt này, với lại làm cái mít đó để bán. Rồi có bán thêm cái gì nữa không bà ngoại? Thì đến mua ngủ thì làm được hàng nào thì bán hàng đó. Làm hàng làm sao bà? Tỉa trong xin đất họ trong được. Ví dụ như mình đi làm cộng cho họ mà mình lấy tiền cộng là cho em xin một tháng thì họ cho mình một tháng, nhưng một tháng dài một tháng cũng bán được khoảng 200-300. Tức là trong một cái vườn ngô đó mình làm cho người ta xong rồi người ta để cho mình một hàng là mình chăm sóc. Mình không lấy tiền cộng, bảo là giờ tiền cộng em lấy mà cho em xíu một tháng ngủ là được ăn thì thua, lỗ thì chịu. Được thì ăn lỗ chịu. Rồi lại cứ đi bè ngủ thuế ngủ đối họ đó, đi nhặt lạc thuế, ai thuế thì đi nhặt lạc thì một ngày là 100. Rồi đi nhặt hạt lạc. Rồi cháu cần nghe đi rửa chén là đúng không? Có rửa chén cũng có. Tức là ai thuê gì làm cái đó? Ai thuê gì làm đó. Dạ. Còn về nhà đây thì làm thêm. Làm thêm là muối mít với lại nuôi chó. Muối mít. Mà bây giờ là chó gà bán hết rồi. Gà được mấy con bạn gửi cho nghiêm xong rồi, con chó đó nó hồ không cho bạn, chị em nữa đứng bạn có chó có bấu nó tôi đó thôi chứ không bạn á. Dạ. Hai con mà nó trộm hết con này. Ăn trộm mất một con. Họ trùm mất con. Rồi thì bây giờ là cái phương án này con cái mình như vậy rồi. Và phòng trọ thì cháu đang nghe là đang nợ 4 tháng phòng trọ. Thì bây giờ là bà ngoại tính như thế nào nè? Ra đây rồi thì giờ tính như thế nào? 4 tháng là tháng thứ 5. Thì hôm qua nhá hậu tâm cho 3 triệu rồi. Thì chứ trả được nhiều thì trả cho họ. Được 3 triệu thì trả 3 triệu đó. Còn nhiều nữa là cứ nợ lại thôi. Rồi cháu biết rồi thì nợ lại. Nhưng mà bây giờ là phương án bà ngoại có ở đây nữa không hay là trả? Chứ họ chó thì mà họ không chó nữa thì phải đi. Họ nói thì hắn cảnh ba vậy thì chó ba rồi là kiếm trả dân. Mà họ nói chứ không chó nữa để cho người khác thuế thì mình phải chịu chứ có phải nhà mình đâu. Tức là người ta cho ở thì không cho thì phải đi. Họ không chó nhưng mà cái phương án bây giờ là bà ngoại vô trong đó chăm con rồi mà bà ngoại cứ đóng cửa ngoài đây. Ví dụ như Nghiêm nó nằm mất 3 tháng hè của các cháu đây, bà ngoại chăm 3 tháng trong đó thì không lẽ được tháng nào cũng phải trả tiền 1 triệu như vậy thì lại phí đi không? Thì cái đó thì rồi là con cháu nó tính. Nó nói là nếu mà bác trong kia mà chăm con Nghiêm 2-3 tháng thì có đứa con gái bên kia đấy nó đưa đô về hoặc là... Như là trả phòng luôn. Dạ. Thì con nghĩ là bây giờ chưa biết được Nghiêm ra Huế là sẽ điều trị như thế nào. Thì bây giờ cứ chờ Nghiêm ra Huế đi. Rồi bắt đầu là tính phương án. Nếu như mà nó nằm lâu thì bà ngoại phải ở trong đó để bà ngoại chăm. Đúng không? Thì mình sẽ về đây để mình thông báo với con cái là dọn đồ để trả phòng người ta, không thuê nữa. Còn nếu như mà Nghiêm mà ấy thì lại tiếp tục ra đây thuê. Thuê rồi phải trả tiền cho người ta chứ, thuê mà không trả tiền người ta đuổi là đúng rồi. Ai cho nợ? cùng 5 triệu mấy thôi mà được 3 triệu rồi thì con 2 triệu chắc chắn họ cũng cho nợ. Họ chịu, họ cho được đó ha. Họ cho. Rồi ông chủ trọ có gần đây không bà ngoại? Ông chủ trọ đi qua cái đường đó đi vòng vào nữa. Ông chủ trọ bên nhà ông đây đi. Dạ. Rồi thì chắc về đây rồi thì chắc đến tháng chưa? Đến tháng đóng tháng thứ tư chưa? Quá rồi. Quá tháng rồi. Đến tháng thứ 5 rồi. Đến tháng thứ 5 rồi. Dạ, bây giờ là cứ tháng là 1 triệu mấy vậy rồi mà bà ngoại cứ để như thế này rồi không làm cái gì mà đi chăm con thì chết. Thì chắc có lẽ phương án là phải trả phòng vô đó ở rồi mai mốt ví dụ như ra đây rồi kiếm chỗ khác thuê. Muốn ở thì là phải thuê. Ở đằng đó đó ha. Dạ. Rồi bà ngoại cho cháu hỏi là chứ ngày xưa là bà ngoại ở chỗ nào mà bây giờ bà ngoại lại phải thuê ở đây? Ngày xưa là bà ngoại ở trong Hương Khê, trong nhà. Trong cái chỗ hồi sáng đón con đó đúng không? Trong chỗ đó mà
nhà cửa thì cũng giống như bà ngoại kể đó, nhà nước chỗ mà giờ là vậy làm rồi, nữa là giờ là coi như là cắt đứt cái nhà đó đi. Về sau lại bà ngoại đi miền Nam đi làm thuế đi dự trẻ. Đi dự trẻ được mấy năm thì vừa Covid là công ty họ đóng lại không có trẻ nữa, là bà ngoại về đấy. À, về vẫn ở trong quê nhưng mà con cái nó nói là về đấy bà ở giờ giờ mỗi mình mẹ ở trong kia một mình mà già rồi bệnh tật ốm đau suốt nên là lừa ra mà ở trong kia mà bệnh nặng là hắn chạy vào trong kia không kịp. Đấy thì ba ngoài nghề là ra đây ở dư con nó được mấy năm đây lại tiếp tục là hai vợ chồng của cái con bé đó đi Đài Loan đây lại dư con cho nó mà ở bên kia thì đứa cháu nó đi học xe có con đi xe đạp mà quá đó nữa mưa lũ là cực. Rồi vậy là cái khẩu của bà là tên của bà đang nằm ở bên Hương Khê. Đang nằm ở Hương Khê nhưng mà giờ mà họ nói mà thích chuyển thì chuyển ra đây cũng được. Sao không chỉ nhập chung với con gái của mình ở đây? Họ không cho, họ bảo là chuyển ra là phải có biết đồ kìa. Lúc đâu nó để chuyển ra đấy mà họ nói thời đại giờ thì chuyển gì nhưng mà không có biết đồ là họ không chuyển. Dạ. Mà đất đai thì trong kia cũng không có biết đồ ở cành ở ghế của nhà anh vậy thôi chứ cũng không có đất của đai gì thôi, không có biết đồ đó thôi mình chuyển được. Ừ. Là hộ khẩu tức là cuộc đời của bà ngoại là đi phiêu bạt khắp nơi cho nên không biết điểm nào là nhà, cho nên là cũng không biết nhập vô nhà nào hết ha. Coi như sống đồng nhà mà ra đồng mô là cái cấu đồ là chắc chắn rồi đó. Rồi nếu như mà Nghiêm mà bảo về thăm quê hương xứ sở rồi thì thăm ở đâu? Thăm ở đây hay là thăm ở Hương Khê? Về là ý con Nghiêm là muốn ra chỉ ngoài đấy rồi lại về trong quê có anh em của con cầu con bác trong kia. Dạ. Con cầu con bác trong kia thì... Tức là đi cả hai nơi Hương Khê với ngoài đây luôn? Là cái ý nguyên nó vậy. Dạ. Rồi chị gái ở Hương Khê ở đây thì là cái gì nhà Nghi Xuân à? Ở Nghi Xuân. Nghi Xuân, thế là chị gái là ở cách một con sông phải đi đò qua. Đi ra ngoài đó một đoạn khoảng cây số là đi qua đó là qua xóm đó. Và nói chú là mắc có bệnh vào giống bệnh đến ngày mai sáng mình nổ. Tức là đang bệnh đi làm ha? Không, nói chú kìa, nếu mà chú mà rảnh thì ngày mai sáng mình nổ. Dạ. Nó cũng mới nói chứ còn không thì cái chương trình thì cháu ra đây thì cho bà ngoại sắp xếp cái phòng phiết đây nè. Và ngày mai là có khả năng là ta lại phải vô trong đó rồi đúng không? Thì bà ngoại ra đây để dự tính là tối nay hay sáng mai gì đó là chủ yếu là gặp ông chủ trọ để rồi nói với ông là cái vấn đề về nhà cửa thôi ha. Bây giờ mình lên cái phương án là nói với ông là mình cứ trả tiền mình nợ thì mình phải trả rồi. Nhưng mà bây giờ tôi chưa có trả nhà thì tôi sẽ vào trong đó tôi thăm con của tôi rồi tôi chăm con của tôi để xem coi như thế nào, nếu như mà con tôi ở lâu quá thì tôi cũng sẽ trả lại nhà, tôi thông báo cho ông để con cái tôi qua dọn đồ đó để còn tiền bạc. Ví dụ như giờ là mình phải đi để là mãi là bác ngoài chưa vào về chủ được là để chờ là chủ đưa nó vào trong bệnh viện thì để xem coi thử là ở lại điều trị hay là về, đã lúc đó mình mới lên được phương án ở ngoài đấy. Dạ. Chứ lừa ra mà mình trả phong trò mà nó khỏe rồi mình không phải chấm nữa là đi kiếm nơi trò khá cùng cực. Dạ. Cùng cực. Mà nếu như mà nói dơ nó nặng lắm thì cũng mình cũng phải là cái phương án là trả phong trò cho nó lừa được đồng tiền. Rồi tức là ngày mai là bà ngoại là không có vô với các cháu nữa? Ba chưa vô được, đang còn ở ngoài đây đang kiếm là cái lá gì đấy bố con anh nên nói chung là ba đang đi kiếm lá cổ cho nó nữa mà. Dạ. Rồi là chưa vào được rồi đó là ba kiếm cho đấy đủ cổ cho nó rồi ba vào tàu sau không được chứ mãi phải đi kiếm bến láng kìa, đi kiếm cây búa con anh cho nó uống. Rồi phương án là hai đứa cháu thì chắc có khả năng là phải để cho nội, nếu mà bà ngoại đi thì phải để cho nội chứ hả? Hai đứa cháu thì hay là để cho chị gái của Nghiêm nuôi? Chắc là để cho chị gái đấy thôi. Thế chứ nội cũng xa quá, mãi bên Hương Khê. Đứa bố nội sáng nội về thầy cháu sơ sát rồi đấy, về cháu ở với ba là mặt tay tay mà chứ là nhìn thấy sự sạc rồi đấy. Yeah. Đất đai bệnh thiểu thế ngộ thấy sự sạc cánh béo rồi đấy. Bên nội thì nói chúng nhà nóng thì họ cũng bệnh, họ đi làm hoài. Yeah. Nhà nóng thì làm hết việc đó, việc này việc kia đây là sợ chăm không nổi cháu của mình đó. Chăm nổi. Và bà ngoại thì tiếp xúc với bên nội thì bà ngoại biết được cái vấn đề này kia. Còn nếu như mà chị gái của Nghiêm mà chăm được các cháu thì ok, để cho chị của Nghiêm chăm một thời gian xem là có khi là cháu thấy là phương án nó tốt hơn.
chắc là gửi sang bên chị của nó là tốt hơn á. Dạ. Thì cháu cũng hy vọng rằng là Nghiêm sẽ không có vấn đề gì và cũng không cần đến sự trợ giúp của bà ngoại nhiều, tại có bà nội trong đó rồi. Thì nếu như mà Nghiêm mà chỉ truyền máu mà về thôi thì cũng chả cần bà ngoại phải vô. Lâu lâu bà ngoại vô để thăm con ở 1 tuần, 2 tuần gì đó rồi lại về thì cũng được. Chứ mà ở đây vài tháng thì cái đó phải chương trình là bà ngoại chắc chắn là phải trả phòng trọ, không thể thuê được, tiền ở đâu mà trả cho họ. Vài tháng đi mình phải lo ăn lo uống trong kia nữa, rồi là phòng trọ ngoài đấy nữa, là tiền đó lại một gánh nặng á, một cục nợ nặng luôn á. Dạ. Rồi thì bà ngoại cứ ở lại đi, sắp xếp tính toán cũng được. Có gì là sáng mai thì cháu lại quay vô trong đó để rồi cháu chở Nghiêm với Nhật là lên bệnh viện Huế trước đi cái đã, rồi có gì với Nghiêm nó sẽ báo lại với bà ngoại là cần bà ngoại vô hay không. Mình sắp xếp xong phải coi cái kết quả của nó đã. Kết quả của nó là có tiến bộ hay là lui hay là sao đã, nên mình mới sắp xếp cho công việc ở ngoài đấy. Dạ. Thì nói chung bây giờ là Nhật nó phải tự tính toán sắp xếp, nên là cần bà ngoại thì Nhật nó báo với bà ngoại để bà ngoại vô. Còn mà nếu như mà Nhật nó nói là không cần bà ngoại vô thì bà ngoại cứ ở đây chăm các cháu. Không, nhưng mà thầy trong kia anh em nó cũng đoàn kết cũng đồng, nó cũng thấy nhau nó làm vậy để bà ngoại cũng mừng. Dạ. Nói chung là bên nội họ sắp xếp vậy là cũng tốt, vậy mình cũng mừng. Con tráng trống á, nhưng mà bữa đây đi nhổ lạc cho con Quyến á, rồi nó đít xích kì, rồi mua không ai họ thấy xích cho nữa là thôi đang bỏ đó. Đâu xe bà ngoại đâu? Bị đít xích rồi đang để bên nhà của chị gái của con Nghiêm á, cái con Quyến thôi. Ở đây mà không ai sửa xe đạp cho bà ngoại à? Bên đó là phải quá đó mà đẩy về đây là mệt đẩy. Mà ở đây thì bà ngoại có cần xe đạp để đi không? Có chứ, không là đi đâu người đi bộ. Đi bộ không hả? Đi đâu. Rồi trường học có gần đây không? Trường học cách khoảng 1 cây hè. Hơn à, hơn cây à. Rồi là đi chợ đi búa có gần đây không nhỉ? Đi chợ tới lúc đẩy mình lui xe rồi đó. Chợ nơi chỗ mình lui xe rồi đó. Tức là mọi phương tiện là đi bằng xe căng hải, tức là 2 cẳng đó. Còn xe đạp thì hư mất rồi ha. Rồi là ba bà cháu cứ lưỡi tuổi ở trong đây. Ba cháu đi cứ sáng đi chiếu đồn về đó, ba cháu cứ ở đó thôi. Dạ. Chúng tôi chứ xe đứt xích lâu rồi mà đi làm đi bên đó bị đứt xích ở bên đó bên Tân Thái á. Bây giờ vào vụ mua thì người thợ người ta cũng bận làm mua ấy. Dạ. Thì người họ sửa cho thì từ đó chở trước này nó xe về. Dạ. Công cử 15 ngày nữa là xong mua hồ mới lắp được cho được cái xích mà về. Giờ vác bên kia mà vác qua biển đó mệt lắm. Cái xe đạp chứ mà giờ đẩy nó đi mệt lắm. Là con cái ở bên Đài Loan thì cũng gửi tiền về nhưng mà được mấy triệu rồi cũng không rút ra được, là vì cái lý do là bị thẻ ngân hàng bị khóa hả? Còn con chị rút ra quên mật khẩu á, rút đi rút lại nó khóa mật khẩu. Đâu khóa mật khẩu thì mình ra ngân hàng mình lấy chứ, nhưng mà ra, phải có chứng minh của chị à? Nó không cho, nó bảo là phải có cái người đứng chủ có mặt đấy kìa, chứ con chứng minh nó không cho rút. Là phải có mặt chứng minh cũng được. 3 năm sau con đó đi Đài Loan về mới xuống rút được, chứ ai rút nó không cho đâu. Rồi bây giờ ví dụ như mà anh chỉ gửi tiền về để trợ giúp cho bà ngoại cho các con này đi học thì gửi bằng cái gì? Giờ mà có gửi thì gửi chuyển qua cho con Hướng đấy, hoặc là thẻ của ai đó. Người thân mà có ai thì gửi để họ đi rút thì, về cho. Thì con nghĩ thì chắc có lẽ rằng là nếu như mà anh chị mà làm bên Đài Loan rồi thì không ít thì nhiều cũng phải có được tiền để mà lo cho các con của mình không đi học phải. Chứ do là làm công ty thì em có tăng ca rồi chạy ra ngoài rồi làm không được. Tức là đang thất nghiệp, không có công ăn việc làm ở bên đó. Không có. Mà bây giờ muốn về Việt Nam cũng không về được. Không có tiền. Không có tiền để về. Mới đi ra làm công ty được 2 tháng ấy vượt ra ngoài. Vượt ra ngoài là sao chị? Vượt ra ngoài có nghĩa là không làm ở trong công ty của họ nữa ấy. Đi làm nghề tự do. Đấy, cho nên là mình đi làm việc tự do ở ngoài cái nước của họ. Không có việc, hai vợ chồng vượt ra. Vượt ra là dư là có như là làm ngoài, nhưng mà bị như kiểu là công an bên nó bị truy quét để bắt về nước ấy. Vì là không bắt hợp pháp.
khi quét để bắt về nước, còn nếu mà mình về là mất cái số tiền ngày xưa mình đi qua bên đó đúng không? Thì mất, mất luôn. Về lại mất thêm một cục nợ. Số tiền là hai vợ chồng đi hết 300 hay 307 triệu đó. Bây giờ họ bắt phát là phải về, và về là mất cái tiền số tiền mình đi. Còn sang làm thì bây giờ là sang công ty. Nếu như mình làm trong công ty có tiền thì là mình vẫn là mà bây giờ vượt ra ngoài rồi thì số tiền nó cũng mất rồi còn gì. Số tiền cũng mất, nhưng mà nếu như mình làm mà có việc á thì mình lại lấy lại được cái tiền, số tiền khi mình đi. Đấy, nhưng mà nếu họ bắt về thì là bị mất luôn. Bắt trắng luôn. Trắng luôn, về lại ôm mình một cục nợ. Tức là ở bên Đài Loan mà nếu có việc làm thì sẽ kiếm tiền nhanh hơn ở Việt Nam. Thì coi như là cái số tiền mà công ty khi người ta họ dùng để mình nộp vào đó để mình qua làm cho công ty là coi như đã mất rồi. Mà chỉ mong làm sao là không bị bắt mang về Việt Nam để ở bên đó làm, để kiếm được nhiều tiền hơn ha, để gỡ lại cái số vốn mà mình đã mất rồi ha. Rồi em hiểu rồi. Mong sao cho nó yên ổn. Hiện tại là việc làm ít, nhưng mà ở bên đó được lâu dài thì đừng còn làm sao mà lấy được đủ vốn, sau đó thì làm được đồng nào thì mình mới có tiền để gửi về cho con cái để ăn mà uống. Em nghĩ thì bây giờ nó đang thất nghiệp như vậy thì anh chị cũng tính cái phương án thôi, mất thì mất rồi thì về Việt Nam đây rồi mà lo cho các con với bà ngoại ở đây, thì em nghĩ thì thấy là hay hơn. Thì thấy bà giờ cũng bệnh tật này, bà giờ này chứ mà hồi nó ngất xỉu cũng đến, bà có cái bệnh gì mà bây giờ chưa có tiền, chưa có điều kiện để đi khám. Em nghĩ là chắc máu đến nào cũng đều hay sao ấy, hoặc là thiểu năng tinh thần nào ấy, bà bình đến nào đó. Yeah. Mới đạp xe đi xuống chờ cháu, đón cháu thấy đi về là ngất xỉu rồi. À. Rồi em sáng bắt đầu là kêu y tá tiếp đến là bắt đầu mua thuốc cái truyền đi, mua sữa đánh uống lên để cho nó như kiểu huyết áp bị tụt ấy. Yeah. Yeah, hoàn cảnh rất là khó khăn, mà đến cái vụ mùa ngô thì bà đi đò đi sang bên kia là bắt đầu mua được một bì hay bà hai bì gì đó. Chỗ là một bao hai bao khoảng tầm 50 bông hoặc là 30 bông gì đó về để đặt cửa cái đường này đấy, cái đường trục của họ đi lại họ thấy thì họ mua, có hôm thì cũng lời được 50-30, mà có hôm thì bán không hết thì bị lộ thì để qua ngày thì người ta không mua cho nữa thì để đó bán lấy cho con lấy được có hai vía rồi bù đó cái mít thì ăn đó, cho con gà ăn thì bà cũng chăn nuôi thêm con gà rồi con chó gì đó rồi để kiếm thêm đồng mà nộp tên trò này, rồi nói chung là kiếm kế sinh nhai qua ngày, thiếu trước hụt sau, rất là hoàn cảnh. Hôm trước cái ngày mà chưa bảo tin em bị bệnh á, bà chưa biết được cái tin là tại vợ chồng Nghiêm nó đang giấu mẹ ấy, thì Nghiêm nó đang giấu mẹ thì ở nhà đấy mà mấy bà cháu cũng không có gạo ăn ở đâu. Yeah. Dạ, thì thấy em sang mà không có gạo để ăn, còn miếng cơm nguội. Thì thấy nói bà này thôi đi cho cơm nguội ra đi để rồi mà nấu cơm mới cho cháu ăn. Bà bảo là bây giờ hết gạo rồi con ạ. Hết gạo rồi không có gạo nấu nữa. Sau đó thấy bà Tuyết, bà bên hàng xóm, bà thấy thương ấy, bà đưa cho một ký gạo để bà cháu ăn tạm trong buổi tối đó. Yeah. Ý, đến ngày mai là bắt đầu con rể là chồng của Nghiêm ấy điện thoại về bảo tin là Nghiêm bị như thế, là bà xỉu tại chỗ luôn. Bà xỉu luôn. Dạ, bà cái tinh thần bà xuống luôn, suy sụp luôn. Trong ngày hôm đó là bà khóc, bây giờ là cầu trời kêu gọi, chỉ có biết kêu trời kêu đất để mà làm sao để cho con bà được khỏe mạnh thôi. Lúc đó bị bệnh rồi mà bà không biết, bởi vì trong hai bàn tay trắng cả bên nội bên ngoài và vợ chồng của Nghiêm không có tiền, mà bây giờ bệnh hiểm nghèo thì không biết lấy gì mà chạy chữa ấy. Yeah. Hiện tại hàng ăn uống hàng ngày bà cháu cũng không có thì nói gì là có tiền để mà chạy chữa bệnh cho con. Tụi em nhìn thấy như thế cái hoàn cảnh rất là đau thương. Nếu như mà ông trời làm tội ai thì người đó phải chịu cái số phận như thế rồi á. Thì nhà em rất là thương xót. Thì cũng may là ở hiền gặp lành. Thì gia đình bà bên nội bên ngoại, vợ chồng Nghiêm thì gặp được vợ chồng của anh là con người lương thiện, thiện tâm. Thì giúp đỡ kêu gọi các cái mạnh thường quân với các nhà hảo tâm để giúp đỡ hoàn cảnh bà trong lúc này. Thì mong rằng thì những ngày tới đây thì cùng nhờ vợ chồng anh tiếp tục kêu gọi các cái nhà hảo tâm, thì mạnh thường quân, cộng đồng mạng xã hội
của ít lòng nhiều thì giúp đỡ gia đình bà để chạy chữa cho bệnh em Nghiêm. Nói chung là một ngày trần gian thì bằng vạn ngày âm phủ, nên là rất là mong được như thế. Thì đến đây thì nói chung giờ hoàn cảnh của bà thì rất là nhiều, không kể được hết. Nhưng mà như vậy là tụi em một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, cộng đồng mạng xã hội, các nhà hảo tâm cùng với vợ chồng anh. Một lần nữa em xin chúc sức khỏe và một lời chào tình trọng nhất. Rồi, em cảm ơn chị nha. Dạ. Rồi, ok ạ. Dạ. Có còn gạo thóc này kia gì để ăn không? Rồi ở đây rồi mà không có gạo nữa, thời này mà còn không có gạo nữa là cũng căng á ha. Đâu, cháu chỉ thấy mì không chứ có gạo đây ở đâu. Là mì gọi mì tôm. Rồi mì tôm có gạo mà nó chỗ mà đâu. Trời nóng. Hổm hồi chỗ đâu rồi? Hổm hồi chỗ. Đây nè. Đây, em cần gạo. Đây, hôm họ cho được hơn 1 tỷ thì nhận được tin em Nghiêm bị bệnh như thế, bà gửi hai đứa cháu vào Quảng Bình. Cái má tuyết ngoài kia cho rồi thế. Còn bà thì cũng bị ngất xỉu luôn, không ăn được. Đấy, 1-2 ngày thì bà chờ đợi em Nghiêm từ bệnh viện huyết học Sài Gòn về tới Quảng Trị. Thì về nghe tin là anh chị chở em Nghiêm về quê ở Quảng Trị. Thì bà cũng ở đây là bắt xe đi vào luôn. Thì hôm kia, hôm đó người ta cho hơn 1 tỷ gạo mà chắc cũng nổ được một nửa rồi đúng không bà? Nói chung là trong cái ngày mà Nghiêm bị bệnh thông báo về là có người cho 1 ký gạo này, là nhà bà ngoại là ở đây không còn gạo để ăn nữa. Không. Là người ta cho mà chưa ăn hết kịp thì đã phải vào với Nghiêm rồi ha. À, đó, cho được 1 ký gạo. 1 ký này thì bà ngoại ăn với cháu được mấy bữa hết mất tiêu. Cháu nó đi rồi, đây là cháu gửi trước cái rồi. Bà thì không ăn nổi. Bà không nút nổi. Bà không ăn nổi. Nghe tin con như vậy bà cũng phải ăn được. Bà không ăn được. Rồi là những cái bếp ga bếp củng này thì chắc là thời sinh đi mua ve chai hay là người ta cho bà ngoại đây ha. Cái đấy hối ở bên kia họ mua bếp mới đấy, họ cho mà giờ đi nè, giờ nó mốc chưa lâu. Đi bỏ mấy ngày đây cũng lâu. Rồi đồ ăn thức uống cũng không có cái không gì để gì ăn. Hết. Rồi bây giờ là hai đứa cháu về đây rồi bà ngoại có được 3 triệu bạc đó, rồi trả tiền phòng trọ đi, rồi lấy cái gì để mà nuôi cháu đây? Đi lên nợ. Nợ ở đâu được nữa? Có, họ cho. Họ cho mình mua nợ. Muốn là mua gạo, mua này, mua kia nợ, rồi khi nào có tiền là qua trả cho người ta. Vậy là bà ngoại cũng uy tín phết đấy chứ. Tưởng mà không uy tín là người ta không cho nợ đó. Ở đây nợ họ cho, kể cả lên quán ấy nợ cái gì họ cho. Dạ. Dạ, bây giờ là đến gạo cũng có, được tất cả mọi thứ đều cũng có cái gì hết luôn. Rồi sống làm sao đây? Rồi gùi ghiếc đây là để đi hái bắp, hái rau, hái lạc đây đó. Gùi đó là hồi đi trong Nam đi gùi thuế cho họ, phải mua cái gùi mà thuế mà đi. đi làm ở Đắk Lắk á. Là làm gì trong Đắk Lắk? Đi hái cà phê rồi là đủ thứ. Là bà ngoại đi hái cà phê cho người ta mang gùi này vô đó đi làm. Ừ. Rồi con thấy bà ngoại có những cái bột gì đây? Bột đấy là bột ngô. Bột ngô này là mình làm để mình bán hay là làm sao? Bán cho họ ăn. Là một hộp này được bao nhiêu tiền? Một hộp 30. Hộp 30. Dạ. Đó là cũng là cái này là mình đi làm không công để mình lấy làm cái lượng cái vạt ngô. Để rồi mình thu hoạch được rồi mình về mình xay lại bán ra. Là được 30, 10 hộp được 300 ngàn. Làm xong là vừa Nghiêm bị rồi đang thả nó luôn là chưa kịp bán. Là bán đi là để mua gạo ăn đó ha. Rất là khó khăn. Đó, ra nhìn thì bà nội đã thấy là khó khăn rồi, mà là quay sang bà ngoại thì lại còn khó khăn hơn nữa thì cô bác. Bữa bác ngoại nội rồi đó, con Nghiêm nó mới nạt nó nói có mẹ nội quá thật đấy, nói không mẹ nội thực tỷ anh đang nội về lực á, nói lúc nào con mà ra là thầy trường hợp của bà ngoại là chảy nước mắt luôn á. Con Nghiêm nó mới nói là người ta
tham vui vui mẹ tham quả mẹ con mấy cày chắc rồi đó mấy nữa dạ, thì ý Nghiêm là nó cũng nghĩ rằng là tụi con với là cộng đồng đang trợ giúp cho nhà cho Nghiêm nhiều rồi thì mà thấy mẹ lên nói nhiều thì cũng mang tính chất giống như thế là mẹ mình là nên phải xin thêm phát sinh lòng tham đồ này kia nhưng mà sự thật thì nó là khổ thật là bà ngoại nói là đúng chứ không có sai. Bây giờ là tất cả là ba bà cháu là bây giờ là phải ngủ trên giường này đó. Ba bà cháu mùa hè thì ngủ gì đây? Mùa hè con mua đông mới ngủ trên giường. Đừng coi cháu thấy có những cái bao gì đó. Đồ quần áo. Quần áo mua đông. À những cái quần áo mùa đông là để dành những mùa đông mặc. Chăn man là chăn man với đồ áo mùa đông là bộ để con. Quần áo mùa hè là hôm đi ra tóc một đống đấy chứ chưa dồn. Dạ. Dạ. Bây giờ là con cái bị bệnh như vậy là cái phương án là không biết là có được ở đây nữa hay không. Rồi phải có khi là trả phòng lại phải vô ở kéo ở trong nhà bà nội. Mà mình mà trả phòng nó cũng vất vả. Trả phòng nó có kiếm được chỗ nào cho cháu nó đi học hay không, phương tiện thì không có. Mà kiếm được cái phòng xá thì cháu nó đi học cũng vất vả. Mà giờ mình không trả mà theo con thì phải trả tiền phòng. Mà giờ mình trả phòng lại thì không phải mất tiền phòng. Sau này về cho cháu đi học mà kiếm gần thì được. Chứ mà kiếm xá là cháu nó đi khổ lắm. Xe cô cũng cực lắm. Ôi, như vậy là chỉ có cầu trời Phật rồi, cho Nghiêm nó ấy thôi để bà ngoại không phải vô chăm rồi bà ngoại ở đây đi rồi bà ngoại kiếm đồng tiền để có thể trang trải phòng trọ để mà duy trì cho các cháu đi học nữa. Mong vậy chứ ván trời đến ván đất thầu mà ba ngoại có ván nó luôn tiền là con Nghiêm nó bị vậy đó thì con hỏi rồi ba ngoại nói vậy chứ ai họ nói đăng lên để mà mình thương quấn nó giúp được mình khỏe mạnh con cháu có mà làm ăn được là phải chịu chứ có phải là tai nạn hay là cái gì đâu mà mình lên kêu ván người ta giúp đỡ đấy ba ngoài cũng ván con dơ luôn tiền con Nghiêm vậy đấy thì con hỏi đi thực tế là ba cái chuyện cho con nghe vậy thôi chứ không phải là ván xin gì. Dạ. Thì cứu được Nghiêm rồi đó. Thì ấy nhưng mà thôi thì con cứ quay đây rồi thì cô bác nào mà ví dụ như thấy bà ngoài là thương thì trước đó thì cũng có chị Giang Đức Trần với lại anh Jimmy rồi trước làm ăn chạy ngược chạy xuôi cũng bươn chạy nhưng mà mình làm đầy đủ được ăn thì mình đánh chịu thôi chứ mà thực tế là họ thương thì họ giúp vậy chứ cũng giọt mồ hôi nước mắt của họ có nè chứ không phải là tự nhiên ở đâu mà đến với họ. Dạ. Họ cũng bớt cơm gạo của họ, họ hỗ trợ cho mình thôi. Dạ. Đó thì rất là khó khăn là Tàng cũng đã xác thực ở ngoài đây cho cô bác để cô bác nắm bắt như vậy. Rồi mấy đứa bé kia nó đang tắm hay cái gì đó? Mấy đứa mẹ kia đang rửa đó. Rửa ha. À nước ở đây là mình cũng xài bằng nước máy đúng nước không? À bơm lên. Đâu rồi thì trước mắt là có lẽ rằng là bây giờ tiền thì được có 3 triệu phải trả hết rồi lấy cái gì lấy gạo đâu mà ăn đây? Đi nợ ạ. Đi mua nợ ha? Đi mua nợ thì họ cho một báo là 10 ký như vậy là 150 thì họ cũng cho. Rồi bắt đầu là đi làm. Rồi đi làm, đi làm. Ai gọi chị thì đi làm. Dạ. Đây đợt giờ con Nghiêm nó bệnh như nó không đi bệnh là trong thời gian hè này là dễ đi làm thì hai đứa nhỏ nó ở nhà là dễ đi làm. Dạ. Rồi ví dụ như bây giờ 3 tháng hè mấy đứa nhỏ nó ở nhà bà ngoại chăm nó rồi bà ngoại làm được cái gì nữa? Thì ai thuê gì đi làm đó. Là tha nó đi luôn à hay là vứt không, ở nhà? Khóa lại, đào chốt cửa sau đấy khóa lại đấy cho nó coi tivi vậy á. Chốt nó lại nhốt nó trong nhà? Ừ, nhốt nó trong nhà đấy mình đi làm. Là đã nhốt như vậy bao nhiêu lần rồi? Nhiều là thì thường xuyên vậy chứ biết bao nhiêu lần cứ nhốt thường xuyên vậy. Vậy là đi là một ngày chắc cũng làm mấy tiếng thôi chứ rồi mà nhốt đến cả ngày như vậy rồi sáng sao? Sáng ra nếu mà đi rửa bát thì sáng ra đi là khoảng 10:30 là về. Cũng nhốt khoảng vài ba tiếng cho nằm ở trong đây chứ con thấy là ngoài đường đây nó rất là nguy hiểm không, đi ra đường rồi xe cộ. Khóa lại chứ có mở cửa đâu. Khóa hết nhốt trong nhà vậy thôi. Chà. Thế là tội cho mấy đứa nhỏ rồi đó cô bác. Là bà ngoại ở đây mà không đi làm thì không có cái ăn mà đi làm đó. Thì thấy nhốt ở nhà nó đang nhỏ xíu nè. Đứa mấy tuổi rồi bà ngoại? Con này 4 tuổi. Còn con bé lớn? Con bé lớn năm nay học lớp 3 là 7 tuổi à 8 tuổi, 37 tuổi. Dạ, hai đứa vậy là ở đây bà ngoại khi nào bà ngoại đi là nhốt ở trong nhà khóa. Nhưng mà nó quen rồi. Quen rồi ha? Nhốt vậy nó quen là ba đóng cửa đi là nó cũng ở nhà thôi. Là bà ngoại cũng phải nói đến là cuộc sống như vậy đó. Chó này. Anh
có con chó khá là đẹp nha cô bác. Chà, nhìn mà thấy bà ngoại còn cám cảnh vô cùng với cô bác. Biết là sống cái kiểu này sao sống được. Thấy bà nội vậy rồi, thấy gia đình nhà Nhật vậy rồi, ra đây thấy nhà Nghiêm, nhà mẹ của Nghiêm còn cám cảnh hơn. Bé thì đang tắm ở sau, tối ôm tối mòn này. Là đi làm còn nhốt con, nhốt cháu ở trong phòng này để đi làm kiếm tiền, nhưng không đi làm thì cũng không lấy gì mà sống được. Cô bác thấy cám cảnh chưa? Thì ngày hôm nay Lực Tàng ra đây thì chắc có lẽ là bà ngoại chưa vô được. Tại vì dính hai đứa nhỏ kia, rồi phòng trọ, phòng triết đây chưa giải quyết xong cái vấn đề nữa cô bác này. Chưa giải quyết xong cái vấn đề nữa, không biết là vô đó sẽ như thế nào. Thôi chắc có lẽ rằng là để cho bà ngoại ở ngoài đây, để bà ngoại sắp xếp xong cái chương trình mà trả tiền phòng trọ đồ này kia. Thì có lẽ thôi thì bên phía bà ngoại cũng cầm được 3 triệu đó rồi. Lực Tàng cũng xin phép đây, có khả năng là bên phía anh Hai Jimmy cũng nói là thôi thì ra đó thì thêm vô cho 2 triệu nữa để rồi mà trả cái tiền phòng trọ cho bà ngoại, cho nó đủ đi để bà ngoại có cái chỗ sống. Tại vì bây giờ mà đi á, trả cái này á, mai mốt là hai đứa cháu kia không biết là có thuê được cái nhà để gần trường mà đi học hay không, bà ngoại đưa đón đi bộ. Chứ mà thuê xa đi rồi bà ngoại lại xe thì không có, rồi đi học thì học làm sao, đúng không ạ? Đến mùa đi học cũng phải cho tụi nó đi học, nên là rất là khó khăn luôn. Phải thuê ở đây thì bây giờ là nguyên một cái mảnh đất rộng như vậy. Để Lực Tàng ra quay cho cô bác nhìn thấy. Thì cũng để nuôi được con gà, con vịt, con chó. Để trợ giúp thêm cho cái sinh hoạt gia đình. Nó cũng có cái chỗ mà để chỗ này, chỗ nọ để làm ba cái đồ măng muối đồ này kia đây này. Cô bác thấy rằng là rất là khó khăn luôn. Là cũng tranh thủ để trợ giúp cho cái tiền phòng trọ đó cho nó đủ đi. Rồi có lẽ rồi cũng thông báo với các mẹ, các cô để rồi xin thêm ít tiền nữa để mua cho gia đình lấy ít gạo, ít mì để rồi mà bà cháu mà ở đây mà ăn. Chứ bây giờ không có cái gì để ăn hết luôn, làm sao mà sống. Gạo không có, tiền thì không, phòng trọ thì nợ. Cám cảnh vô cùng cô bác. Rồi có lẽ rồi sắp xếp rồi mà mua lấy cho cô lấy ít gạo, ít đồ. Là ra đây là không biết là hay là chạy đi bắt gà bắt vịt để đãi mình nữa. Rồi đây nhà có còn gạo nữa đâu mà nấu. Ô tay luôn, vướng hai đứa cháu này, cha mẹ thì đi làm thì nó không về được, đang cố gắng bươn chải để mà xoay sở cái gỡ lại cái số tiền mà đi bên phía Đài Loan đó cô bác. Bây giờ là hai vợ chồng qua bên là tiêu tốn số tiền khá là lớn để ập vô đó đi làm công nhân công ty. Qua bên nó bây giờ làm ăn thất bại là vứt con cho bà ngoại bên này là không về được. Về thì lấy tiền đâu mà trả nợ, nên là cố gắng ở bên đó để bươn chải mà làm để trả nợ. Quá chỉ là khó khăn. Vậy mà bà ngoại bà cũng bán hết gà hết vịt, vay mượn cũng được 5 triệu gửi vào cho Nghiêm. Thì cô bác cũng có thể thấy là tình mẹ con phải nói rất là chan chứa. Và trước đó thì Nghiêm cũng mỗi tháng cứ Tết lại thì nghe đâu là cứ Tết lại là Nghiêm viết nhật cho các mẹ là bà nội bà ngoại mỗi người bên 2 triệu. Rồi gia đình Nghiêm viết nhật cũng không có, nói chung là đi làm công nhân công ty á, là cũng gom góp lại, tích góp lại được 70 triệu để lo cho Nghiêm đi sang Nhật. Thì những cái clip đầu cô bác thấy rằng là do dịch bệnh Covid-19 á, rồi cuối cùng rằng là không đi được, rồi bắt đầu là phải cái tiền ăn học nó coi như là nó âm hết vô luôn. Thì được bao nhiêu tiền tích góp của hai vợ chồng là đập hết vào đó, cho nên là cũng không trợ giúp được cho cha mẹ cái gì cả. Thì cô bác cứ nói rằng là tại sao khi mà đang còn khỏe mạnh đi làm lại không cho bà ngoại được tiền để cho bà ngoại sống đồ này kia. Thì nói chung là cuộc sống của Nhật bà Nghiêm thì nó cũng lo toan cái cuộc sống của nó, rồi nó cũng lo về cái vấn đề đi Nhật để kiếm ăn, thay đổi cuộc sống. Ngoài đất Nghệ An với Hà Tĩnh với Thanh Hóa, những bạn phía Bắc này là họ có cái chương trình, họ có cái kiểu giống như thế là phong trào mà đi bên nước ngoài để đổi đời của bác. Thì có người mà may mắn á, là sẽ đổi đời rất là nhanh, làm giàu rất là nhanh. Nhưng có người không may mắn á, thì là gọi như là thất bại và nợ nần chồng chất luôn. Mất hết cái số tiền mà đi qua bên đó, lo lắng để đi qua bên đó, mất hết. Rồi làm ăn thất bại coi như là phá sản luôn, nợ nần chồng chất, không dám về quê nữa luôn đó cô bác. Nên là cô bác cũng nắm bắt tình hình để cô bác biết. Chứ không có lại nói rằng là Nhật với Nghiêm tại sao không lo cho cha cho mẹ mà để cho mẹ sống như vậy. Thì còn một chị nữa là ở bên kia thì gia cảnh cũng rất là khó khăn luôn, cũng không có để mà phụ cho bà ngoại đâu.
thì bà ngoại cũng cứ phải bươn chải ở đây để kiếm từng ngàn một để mà sống qua ngày đó cô bác. Thì bây giờ là cũng là gần 7 giờ thiếu rồi đây cô bác nè, 7 giờ tối á, thì lực tàng có lẽ là cũng sẽ chờ bà ngoại về, rồi cũng tranh thủ chở bà ra chợ mua lấy ít cái nhu yếu phẩm này. Thì cái số tiền là có lẽ rằng là cô út cũng đã nói là cho 2 triệu đó, thì lực tàng cũng sẽ trích ra để lực tàng đi mua cho bên phía của mẹ Nghiêm ở đây nha cô bác nha. Bây giờ thấy khổ, thấy đói là lực tàng chịu không nổi rồi. Vô nhà mà không có gạo, không có đồ ăn, thức uống, không có cái gì thế sao mà sống. Xe đạp không có mà đi nữa thì thua rồi. Cuộc sống như thế này mà ở cái đường này mà bây giờ không biết buôn bán làm ăn cái gì. Đó. Rồi chở cháu đi học cũng phải đi bộ. Hả? Rất là khó khăn. Thì thôi có lẽ rằng cái clip này lực tàng cũng xin phép được tạm dừng đi, để lực tàng sẽ sắp xếp cái chương trình, lực tàng sẽ mua quà mua cáp cho bà ngoại được cái gì hay cái đó nha cô bác nha. Rồi tranh thủ để sáng mai lực tàng còn lại phải quay vô Quảng Trị để rồi ngày mốt lực tàng chở vợ chồng Nghiêm lên bệnh viện Trung ương Huế, rồi là trong cái ngày đó lực tàng sẽ vào miền Nam luôn. Tại vì trong miền Nam á đang còn cái vấn đề về nhà của Vũ Lan. Thì ngày hôm nay Vũ Lan cũng có gửi một cái đoạn video clip quay cái căn nhà trong đó diễn biến đến đâu rồi. Thì có lẽ rằng là sau cái clip này lực tàng sẽ chèn cái đoạn video mà Vũ quay gửi cho lực tàng để cô bác nắm bắt về cái căn nhà đó diễn biến như thế nào nha cô bác. Hiện tại bây giờ lực tàng cũng khá là lo lắng và nhức đầu về cái căn nhà của Vũ Lan, không biết là hoàn thiện trong đó như thế nào và tiền bạc thì có đủ để mà thực hoàn thành cái căn nhà hay không. Thì cho nên là lực tàng cũng sẽ sắp xếp để cho Nhật với Nghiêm lên bệnh viện, xong cái là lực tàng phải vô thẳng miền Nam và chạy xuống Long An để thực hiện cái chương trình làm cái căn nhà đó nha cô bác nha. Rồi thì bây giờ cô bác sẽ theo dõi cái đoạn clip mà Vũ Lan ngắn thôi gửi qua để căn nhà hoàn tất ra sao rồi để cho cô bác nắm bắt. Rồi lực tàng cũng xin phép kết thúc nha cô bác nha. Rồi xin mời tất cả cô bác ạ. Con xin chào bà con cô bác trong nhà ngoài nước và các mạnh thường quân. Hôm nay con quay căn nhà mơ ước của con giữa Vũ Lan. Hôm nay lực ở đi công tác xa nên con quay để bà con cô bác tiện thể để nắm bắt được công trình này đi được tới đâu. Đây là mặt trước căn nhà của con. Đó, mặt trước chuẩn bị hoàn thiện rồi. Ở đây là vô hai vách là đang chuẩn bị xây tới, là chuẩn bị hôm nay hoặc là ngày mai, buổi trưa ngày mai sẽ xong, là hai vách này, hai vách hai bên hông. Đó là hôm nay là hai vách hai bên hông này chuẩn bị là ngày mai sẽ xong. Đó còn ở đây là vách này thì chuẩn bị là chiều thì sẽ xây đến vách này, còn mặt trước là nó đã xong, nó đã hoàn thành. Đó, hôm nay con gửi lên cái clip này để cho bà con cô bác với anh Lực để tiện nắm bắt. Đây là vách phòng, đó là cũng bị xong hết nè, đây là cũng còn có chút xíu nữa là xong rồi à. Nó anh Lực ơi, cố quá xi măng rồi anh Lực ơi. Cái gì cũng xong mà xi măng nó cũng xong luôn rồi anh Lực ơi. Xi măng còn có 2 bao xi măng hả anh Lực ơi, cố anh Lực ơi. Cố Vũ Lan anh Lực ơi, còn 2 bao xi măng à.